là 5.500, là bao gồm xe máy và một hành khách đi kèm. Và thời điểm mình đi từ quận nhất cho tới bây giờ mình đang đứng trên phà là được 40 phút rồi nè. Mình bị bắt một lần nè. Giá 6.000 một con như các bạn là mở hành, còn phô mai là 7.000. Ốp đổ đội. Cái này bao nhiêu? 388. Không có bị bở tí nào luôn. Hôm nay có đi không chị? Dạ, hôm nay tụi em luôn. 7-8 giờ mới tới được Vũng Tàu á. Hello các bạn, thì hôm nay mình có chuyến đi Vũng Tàu. Thì bữa nay mình sẽ đi bằng phà Cần Giờ Vũng Tàu ha. Thì Vũng Tàu đã hoạt động trở lại và phà cũng đã hoạt động trở lại rồi. Thì mình cũng rất là tò mò xem là đi cái hướng Cần Giờ Vũng Tàu nó sẽ tốn bao nhiêu lâu, có nhanh hơn là đi bằng đường ra, có nhanh hơn là đi như từ Nhân Trạch ra hay không. Thì hôm nay mình sẽ review chi tiết luôn. Thì các bạn đi cùng mình nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm giờ thời điểm này. Thì mình xuất phát từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đi hướng phà Cần Giờ Vũng Tàu ha. Bây giờ mình bấm giờ đây. Các bạn đi cùng mình nha. Bây giờ mình xuất phát nha mọi người. Buổi sáng ở phố đi bộ nè. Hôm nay là cuối tuần lên là mọi người tụ tập cũng khá là đông. Dạo này đang hot cái vụ cho thuê xe đạp nên mọi người đổ ra đây để mướn xe đạp đi một vòng khu trung tâm rất là nhiều luôn. Từ lúc dịch tới giờ thì mình thấy phong trào đạp xe đạp đang rất là trending luôn á. Rất là nhiều hội nhóm đạp xe đạp ở đây nè. Giờ mình sẽ đi hướng cầu Khánh Hội để qua quận 4 ha. Bữa nay bão vô nên là thời tiết khá là âm u, trời mây rất là nhiều. Mình đi thẳng đường Nguyễn Tất Thành rồi quẹo hướng Huỳnh Tấn Phát. Từ Huỳnh Tấn Phát thì mình chỉ cần đi thẳng một đường là tới phà Bình Khánh luôn. Tới chợ Phú Xuân thì còn khoảng 5,3 km nữa là sẽ tới phà Bình Khánh. Sáng sớm cuối tuần cũng khá là đông đúc luôn. Trên đường tấp nập xe cộ luôn đó mọi người. Đây phà Bình Khánh khá là đông luôn. Bữa nay thì dân Sài Gòn đổ xuống Cần Giờ để ăn hải sản, ngắm biển rất là nhiều. Giá vé phà Bình Khánh là 5.500, là bao gồm xe máy và một hành khách đi kèm. Và thời điểm mình đi từ quận nhất cho tới bây giờ mình đang đứng trên phà là được 40 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tiếp tới Cần Giờ nha. Qua phà thì trời bắt đầu đã có nắng rồi, mây cũng tản bớt. Đường đi Cần Giờ rất là rộng rãi, đường đã được trải nhựa đẹp rồi. Tuy nhiên thì cũng hơi vắng vẻ một chút. Bạn nên chuẩn bị sẵn cái số điện thoại của cứu hộ rồi vá bánh xe để mà có vấn đề gì thì gọi. Chứ trên đường là không có nhà dân, không có trạm cứu hộ gì hết. Thì xe máy sẽ được chạy với vận tốc là 60 km/h và chạy ở cái làng bên trong cùng nha mọi người. Đường đi Cần Giờ có khá nhiều chốt công an bắn tốc độ nên các bạn nên cẩn thận nha. Không nên lấn làng luôn vì lấn làng một cái là công an sẽ bắt liền. Đi đường này các bạn nên chuẩn bị giấy tờ trước, lỡ mà có bị bắt sản thì còn có giấy tờ để mà trình nè. Bây giờ mình còn cách Cần Giờ khoảng 30 km nữa. Trên đường đi có rất là nhiều người đạp xe đạp ra Cần Giờ nè. Ngày xưa mình cũng đã đạp một lần rồi, lúc đó mình cảm thấy mình điên dữ lắm luôn á. Mà giờ thì phong trào đạp xe đạp rất là mạnh và mọi người đạp gần cả 100 cây số là chuyện bình thường luôn á. Đường đi Cần Giờ khá đẹp luôn, hai bên cây cối mập tùm, rất là mát mẻ và ít khói bụi lắm nha. Đi cái đường Nhân Trạch thì bụi cực kỳ luôn, đi tới Vũng Tàu là đầu tóc nó như con điên vậy đó. Cái khúc đường này hay có chốt chặn lắm nè, các bạn nhớ cẩn thận nha. Đi trên mấy cái cầu này cái view cực kỳ đẹp luôn mọi người, cảm giác nó rất là thích luôn á. Mùa này là mùa cỏ lau nè, ở bên đường mình thấy cỏ lau mọc rất là nhiều luôn. Một số bạn cũng dừng lại để chụp hình check in các kiểu. Rồi cái chỗ này là đợt trước mình bị bắt một lần nè, do mình lấn làng là mình bị bắt cái chỗ này luôn. Cảnh đẹp không mọi người, nhìn nó thư giãn lắm luôn á. Rồi đây là cái đoạn mà công an cũng hay đứng nè. Nói chung là mọi người đi trên cái đường này là phải hết sức cẩn thận luôn. Dù là cái vạch nó không có liền nhau hoặc là liền nhau gì đó thì mọi người cũng nên chạy ở bên trong nha, chứ đừng có lấn ra ngoài. Mình đã tới vòng xoay Cần Giờ rồi nè. Mình quẹo hướng bên này, chạy thẳng lên một xíu là tới ngã tư quẹo vô chợ Hàng Dương. Thì theo kế hoạch của mình là mình sẽ ghé vào chợ Hàng Dương ăn hải sản ở đây trước, rồi mới đi tiếp qua bên Vũng Tàu nha mọi người. Thời gian mình đi từ quận nhất tới cái chợ Hàng Dương này là 1:39 nha mọi người. Mình sẽ tạm dừng đồng hồ tại đây để vào chợ ăn uống một chút xíu rồi mình đi tiếp. Bên đây là chợ Hàng Dương nha các bạn. Chỗ này sẽ bán các loại hải sản từ tươi sống cho tới làm sẵn luôn, rất là nhiều món. Hải sản nhìn đã không? Rất là đông luôn nha, hôm nay cuối tuần nên là khách du lịch xuống dưới này cực kỳ đông. Đó, các món làm rất là hấp dẫn luôn á mọi người. Chợ này cũng rất là nhiều quán ha.
có thể đi sâu được xuống dưới dưới luôn đó. Đông quá trời đông luôn nè. Đó. Dạ. Lên mua cơm nha. Dạ. Ok. Rất là nhiệt tình luôn đó mọi người. Dạ dạ. Em đi xuống dưới này nó sẽ có cái gì? Đây có cá, có ốc, nhiều sò, tôm, mực, đủ thứ luôn á. Không thiếu một món nào ha. Rồi đây là tới cuối chợ rồi nè. Thì ở bên đây có cái khu ăn uống tại chỗ. Thì các bạn có thể mua món sống ở đây rồi chế biến tại đây rồi qua bển bển ăn luôn cũng được. Hoặc là mua những cái món làm sẵn như thế này đi qua bên chỗ ở ngoài bãi biển để ngồi ăn ha. Thì bây giờ mình sẽ mua ở những cái quán này rồi đi ra ngoài bãi biển ăn đây. Hai con mỗi loại đi. Có phô mai với lại dạ, lấy cho em hai mỡ hành với hai cái phô mai đi. Giá 6.000 một con nha các bạn, là mỡ hành, còn phô mai là 7.000. Em mua với chị gái bên đây đi. Bạch tuộc bán sao chị? Hả? Bạch tuộc. Bạch tuộc là 180 kg. 180 một ký. Ừ, một con cá thì một con một ký. Còn wow. Chị ăn con nhỏ thì cái này ba con ký, ba con bốn con ký. Cái đó hai da, ăn giòn ngon. Hai da cái nào hai da? Cái này là hai da là giòn, cái này là mềm. À. Còn hào người 10 con 50 thì đứng giùm em luôn hào. Dạ hào có rồi. Con ghẹ thì sao chị? Có ghẹ không? Ghẹ cứ 300 chứ cứ 308. Ốp đổ đợi. Cái này bao nhiêu? 308. Ở đây em mua con nào chị làm con đó, không có giống người ta. Em trả giá là ta bán liền, chị nó cắt để ví dụ em không mua cũng được. Dạ. Có bớt không chị? 370.000 vốn. Ừ. Tại vậy nên nó mắc. Ừ. Thường là chị vẽ nhiều lắm mà nay cũng như vậy. Dạ. Bây giờ em ăn chị hấp giùm em rồi đó, là hấp 20.000 bớt 20.000 đó. Hấp rang me, rang muối em muốn làm gì làm. Ăn của chị đi, ra cái bảng là mình mất cái chị. Chị mất xuống đây chị giảm giá cho. Rồi. Ở đây chỉ có một cái bảng của chị là khác ai hơn hết. Tại em chị không có làm cho người ta. Vậy thôi. Cái nào chị làm cái đó. Ừ. Hai con. Dạ lấy em nửa ký 6 lạng rồi đâu có nhiều. Rồi lấy em hai con thôi, rồi, có hai người thôi. Mà lấy lửa con ngon nha. Bao em ăn, nếu ăn không ngon chị thối tiền lại cho em gấp đôi. Rồi. Cứ quy tính đâu mà. Con bạch tuộc. Con lạnh đi. Ừ. Bạch tuộc lấy cua là bạch tuộc lấy nửa ký hả? Con cũng được, bị hai đứa lấy con thôi. Ừ, lấy một con. Lấy con vừa vừa. Gái ơi ăn chị em ở đây chị nấu nướng luôn gái, có tôm nướng rồi coi gái. Bạch tuộc là 180 không? Đúng rồi. Rồi nướng bạch tuộc nướng giùm em được không? À, nướng không có tính cho học có nướng giùm nha, tại vì vẻ làm giùm là một món. Ừ. Rồi. Dạ, nướng này tính nhiêu? Nướng là tính như thế nào? Nướng chị nướng chị một con đó để cho tên ký 30.000 nướng, chị cho nó chấm em đầy đủ khỏi mua. Ừ. Cái con đó bao nhiêu ký à? Coi giùm em. Con đó mấy lạng vậy? Nó phải đi 6 lạng rưỡi lấy em 20.000 nướng thôi. Ừ. Là bao nhiêu tiền hết ta? À? Ăn hào không? Thôi hào ăn. Ừ. Ăn hai món thôi không? Hai món thôi. Dạ thôi. Được rồi. Nhiều quá. Chị con. Bạch tuộc, nướng sa tế. Gái ơi ăn chị gái ơi, đây nấu nướng. Cao quá. Thôi lội giờ em lấy chị làm giùm em đó. Rồi bớt 20.000 nướng của đó rồi không được nữa thôi luôn. Ờ tại em một con là khoảng bao nhiêu gram? Rồi lấy hai con cho chị coi. Một con bao nhiêu coi chứ một con đi. Một con không được nữa. Một con bao nhiêu gram? Con thử cho chị coi. Hai lạng. Hai con chắc 3 lạng rưỡi. Rồi tổng tiền mua hải sản của mình là 628k nha. Thì mình nghĩ để đảm bảo thì bạn nên mua hải sản tươi sống, ăn nó sẽ chất lượng hơn. Mắc một chút xíu nhưng mà ăn cái nào ra cái đó. Tốt nhất là khi bạn mua xong thì bạn nên đứng xem người ta chế biến luôn nha, để đảm bảo là người ta không đổi đồ mình. Ủa, nó không có cho đi xe vô hả ta? Nó không cho, nó bắt gửi xe. Ủa kỳ vậy ta? Em ngồi đi ăn được không anh? Ngoài, ngồi ăn cho có hai người thôi à? Tự dọn dẹp thôi. Dạ đúng rồi, tự dọn. Sau nửa tiếng chờ đợi thì hải sản cũng đã nấu xong rồi nè. Con ghẹ nhìn đã không mọi người?
bạch tuộc nè, rồi tôm hàu nhìn đã không? Đó. Bạch tuộc vừa chín tới, ăn khá giòn, chấm vào nước mắm ăn nó rất là hợp vị. Còn đây là tôm nướng nè. Lúc đầu mình cũng hơi lo là do tôm đã chết rồi, nhưng mà ăn vào thì nó rất là tươi nha. Thịt nó giòn ngọt, không có bị bở tí nào luôn. Khi mình tháo cái vỏ tôm ra, nó không bị dính vô thịt là nó còn tươi nha mọi người. Thì hàu này là tươi sống luôn nha, nhưng mà do mình để lâu quá nên nó đã bị nguội rồi. Nếu mà nó nóng thì ăn chắc sẽ ngon hơn nhiều luôn á. Đây là con ghẹ nè. Bên trong nó nhìn rất là đã luôn. Thịt rất là nhiều, không có bị ốp. Mình ăn cái đùi ghẹ nè. Đó, nhìn nó hấp dẫn ghê không. Giờ mình tiếp tục đi ra bến phà Cần Giờ Vũng Tàu nha. Mình sẽ quay lại cái ngã tư lúc đầu rồi mình quẹo phải để đi thẳng ra bến phà. Cái khúc này thì mình quẹo phải nha. Đi lên một xíu là có đường quẹo bên trái nè, bạn nên quẹo cái đường này nha. Do mình cũng chủ quan không có sệt đường nên đi thẳng thì đâm vô cái chợ như thế này. Này vô cái chợ rồi. Ủa đâu có phà đâu trời. Chẳng lẽ đi hết cuối đường này, chẳng lẽ quẹo qua đây. Chị cho em hỏi đi phà Cần Giờ Vũng Tàu thì mình đi đường nào. Hôm nay có đi đâu chị? Dạ, hôm nay tụi em luôn hoạt động nha, tình hình có bão nha chị. Oh my god. Trời ơi mọi người ơi, bây giờ là hôm nay trời bão nên là phà nó không hoạt động luôn. Mình đã đi tới đây, đi từ sáng tới giờ tới đây rồi, rốt cuộc là không hoạt động, không đi qua bên Vũng Tàu được. Đau lòng quá. Chết rồi. Bây giờ mình phải quay lại bên phà Bình Khánh để đi hướng Cát Lái lên. Trời ơi, phê luôn, chắc tối nay chắc phải hả 7-8 giờ mới tới được Vũng Tàu á. À, sao mà su cà na dữ vậy trời. Rồi, cái tàu này ở ngoài nè. Đó. Đây là phà Cần Giờ Vũng Tàu ha. Bữa nay là không có ai hoạt động, bữa nay là phà không hoạt động luôn, có mấy chiếc xe hơi cũng hả đi để qua Vũng Tàu nè. Giờ có cuộc phải quay đầu hết luôn. Xui quá là xui luôn á mọi người ơi, bây giờ đành phải đi lại phà Bình Khánh và đi qua bên Vũng Tàu bằng đường Cát Lái thôi. Thì chắc là đây là một cái kinh nghiệm xương máu cho bạn nào mà có tính đi Vũng Tàu bằng phà Cần Giờ thì nhớ lên fanpage của cái phà Cần Giờ Vũng Tàu này nè để check thường xuyên cái ngày hôm đó có được tàu có được chạy hay không ha. Thì bây giờ đang có bão của Philippines vào nên là tàu không hoạt động luôn. Quá là mệt mỏi. Thôi bây giờ mình sẽ quay trở lại phà Bình Khánh và mình đi Vũng Tàu hướng Cát Lái nha. Ra tới ngoài mình sẽ review tiếp cho mọi người xem tình hình ở ngoài Vũng Tàu như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn ở bên Vũng Tàu. Nhớ subscribe kênh mình để theo dõi tiếp tình hình Vũng Tàu nha.